viết bằng mực kim tím bông hoa gà. Mà ngày xưa em thường hay mơ ước ngày hột thơm anh kết hoa để tặng em. Đêm xưa có gió heo mây, gió đùa trên tóc ngủ say bên và mình đừng quên nhau. Những ân tình ngày đó có bao nhiêu thì dàn nhớ dở dàng có đâu nhiều. Kỷ niệm xưa kỷ niệm buồn biến mây, thà quên đi như chúng ta chưa từng quên. Thà quên đi các bạn. Lấy hôm nay thì tiếp tục đáp ứng yêu cầu các bạn với bài Một Mình Thôi. Rồi bài này các bạn sẽ điểm với tông trưởng ha. Còn điệu thì bài này thì thông thường các bạn sẽ điểm với điệu rumba hoặc các bạn điểm bolero cũng được. Nói chung hai điệu này các bạn muốn điểm điệu nào cũng được nha. Rồi thì mình chia sẻ các bạn trên bolero đi để bạn nào cũng thể áp dụng được bài này. Và theo yêu cầu của bạn một cách đơn giản thôi thì nhiều khi rumba các bạn chưa đồng mình các đàn rumba mình cũng đã chia sẻ các bạn rồi nè, nhưng mà nhiều khi một số bạn cũng chưa đàn rumba, còn bolero thì chắc chắn bạn nào cũng đàn được rồi. Thì mình chia sẻ trên bolero và với tông đô trưởng thì chắc chắn bạn nào cũng có thể áp dụng được bài này nha. Vừa rồi mình cũng đàn và hát mẫu bài tham khảo, không biết có chính quyền hay không nha. Nếu mà đi các bạn xem mà không thấy phần hát mẫu của mình á thì các bạn cứ gõ bài hát mẫu Một Mình Thôi điều chương, có vậy nó sẽ ra cái lý hát mẫu, xem cái lý hát mẫu để các bạn hình dung à từng đoạn đó mình hát như thế nào, mình lót câu vào ra sao, chuyển động như thế nào, để khi mình chia sẻ tới đó là các bạn nắm bắt được liền và các bạn tập cho nó lẹ vậy thôi nha. Và theo câu các bạn nó solo và điểm hát luôn, thì trước hết mình chia sẻ các bạn nó solo trước, sau đó mình đi vào phần điểm hát sau nha. Rồi các bạn ghi nó solo. Rồi quãng ba đầu tiên trên này cho các bạn đi. Rồi bài này đoạn 1, đoạn 2, điệp khúc hết bài vậy thôi ha, không có đoạn cuối. Rồi đoạn 1: trang thư xanh em lén trao anh. Rồi son 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 la đô la son, son 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 la đô la son. Rồi tiếp: viết bằng mực tím tím bông hoa cà. Rồi la đô rê mi son mi đô son, la đô rê mi son mi đô son. Rồi mà ngày xưa em thường hằng mơ ước. Rồi son si rê đô son đô rê mi, son si rê đô son đô rê mi. Rồi tiếp: ngày hợp hôn anh kết hoa để tặng em. Rồi si đô rê son la son fa son đô, si đô rê son la son fa son đô. Rồi xong nó solo đoạn 1. Rồi tới đoạn 2 các bạn solo y chang như đoạn 1, không khác gì hết ha. Nói chung nó cái chữ hát thì số lượng thì có nhiều ít, nhưng mà các bạn solo y chang được tại vì cái cả từ và giai điệu hát như nhau thôi. Đoạn 2 là: đêm năm xưa có gió heo mây, gió đùa trên tóc ngủ say bên lưng đèo đó. Cái này dư chữ so với đoạn trên, không sao, solo chan là được nha. Trả lại em con đường tình năm cũ, đường tình ơi ta với ta một mình thôi. Rồi solo y chang như đoạn 1 là được nha. Rồi bây giờ sẽ vào nó solo điệp khúc cho các bạn. Nếu năm xưa em lối hẹn. Rồi đô si 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 rê rê, đô si 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 rê rê. Rồi tiếp: và mình đừng quên nhau. Rê 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 fa son, rê 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 fa son. Rồi tiếp: những ân tình ngày đó có bao nhiêu. Rồi son mi đô son 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 fa mi, son mi đô son 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 fa mi. Rồi tiếp:
thì gian dơ dơ gian có đâu nhiều. Rồi vậy đây, si rê mi son mi rê đô son, si rê mi son mi rê đô son. Rồi tiếp, kỷ niệm xưa kỷ niệm buồn biết mấy. Rồi si đô rê đô son đô rê mi, si đô rê đô son đô rê mi. Rồi tiếp, thà quên đi như chúng ta chưa làm quen. Rồi si đô rê son la son fa son đô, si đô rê son la son fa son đô. Rồi xong nó solo điệp khúc, và cũng như là hát bài, bài này tới điệp khúc là nó hết luôn nha. Các bạn sẽ hát lặp lại lần hai. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào phần điểm hát cho các bạn. Rồi đầu tiên intro, rồi một intro đơn giản và rất là dễ nhớ. Rồi các bạn ghi intro đi. Si đô rê si, những cái hợp âm mà mới nói các bạn, bài này các bạn sẽ điểm với điệu rumba hoặc là bolero. Thông thường bolero các bạn sẽ dễ đàn hơn và bạn nào cũng biết ha. Rồi thì các bạn cứ áp dụng trên bolero thì mình sẽ chia sẻ trên bolero. Đô trưởng thì hướng dẫn điểm hát guitar tông đô trưởng mình đã chia sẻ các bạn rồi. Nói chung là mình đã chia sẻ hướng dẫn điểm hát guitar tất cả các tông cho các bạn rồi đó. Hướng dẫn điểm hát các bạn cần tông nào, ví dụ đô trưởng thì các bạn hướng dẫn hát guitar tông đô trưởng, ví dụ la thứ hướng dẫn hát guitar tông la thứ, ví dụ vậy đó ha. Thì mình đã chia sẻ các bạn hết rồi. Rồi với đô trưởng với những âm nào đi theo thì mình không nhắc lại nha. Rồi bây giờ các bạn ghi intro. Si đô rê bấm rê thứ lên số. Nếu các bạn áp dụng bô rô thông thường thì rải. Nói tóm lại ở đây mình thường đàn lên xuống, và cách đàn lên xuống này mình mới đã chia sẻ các bạn rồi. Còn bạn nào không đàn lên xuống thì các bạn thấy LX đó là lên xuống đó, thì các bạn cứ thay bằng rải là được. Các bạn muốn ghi rải thì ghi, ghi tăng 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 ghi, thì các bạn đàn bô rô đó tăng tăng chân bùm chân bùm chân bùm nữa ha. Thì LX đó là tăng tăng hoặc là rải, các bạn cứ thay vào nha. Si đô rê bấm rê thứ lên xuống, rồi đàn tiếp đô son đô rê mi, đô son đô rê mi. Rồi bấm đô trưởng lên xuống chắc bùm chắc đó, hoặc là rải chắc bùm chắc đó. Các bạn không lên xuống thì rải ha, lên xuống chắc bùm chắc. Rồi đàn tiếp si đô rê, rồi giống như câu một luôn, câu đầu tiên luôn. Si đô rê cũng bấm rê thứ lên xuống, rồi đàn tiếp câu này la son fa son la si đô, la son fa son la si đô. Sau đó bấm chủ âm đô trưởng lên xuống chắc, lót câu quen thuộc với tông đô trưởng mi rê son la si đô, dăm đô trưởng cái rồi bắt đầu vào bài ha. Đó, các bạn thấy một intro rất là ngắn thôi, các bạn tập từ từ được rồi các bạn mới tăng tốc lên. Còn tốc độ thì như mình nói áp dụng rumba hoặc bolero gì cũng được, các bạn muốn nhanh muốn chậm gì thì tùy theo các bạn nha. Rồi rồi bây giờ các bạn tham khảo lại cái màn hình, mình sẽ đàn lại intro cho các bạn. Các bạn tham khảo, mình sẽ đang chậm cho các bạn tham khảo ha. Rồi, các bạn cứ tập từ từ là được. Intro giọng đô trưởng cái vào bài nha. Rồi thì được rồi, các bạn tập từ từ rất là ngắn thôi, và các bạn tập rất lẹ được rồi, các bạn tăng tốc lên tốc độ thì tùy mấy bạn nha. Bây giờ mình sẽ mẫu lại intro bình thường rồi vào đoạn đầu tiên. Các bạn đoạn đầu tiên các bạn sử dụng kiểu đàn bô rô rải dây nha. Đầu vào mình cho chậm rãi khoan thai thôi, từ từ thôi. Là rải dây, cách đàn bô rô rải dây mình đã chia sẻ các bạn rồi. Các bạn cứ gõ bô rô rải dây điều chưa, ở đó mình chia sẻ trên la thứ và rê thứ, nhưng mà ở đây là đô trưởng thì thực ra các bạn rải cũng vậy thôi, quan trọng là tay phải các bạn rải nè, biết cách rải là được. Thì hợp âm nào các bạn chuyển âm đó, thì mình chia sẻ trên tông la thứ đó, thì đô trưởng thì cũng có những hợp âm giống như tông la thứ thôi. Đô trưởng cũng là đô trưởng la thứ, rồi mi thứ, rê thứ, pha trưởng, son trưởng vậy thôi ha. Thì các bạn rải chủ yếu là tay phải, còn tay trái thì hợp âm nào mình cứ chuyển âm đó thôi ha. Quan trọng là các bạn xem cái tay phải các bạn để các bạn rải đó nha. Rồi rồi bây giờ ví dụ lại hết intro bình thường rồi vào đoạn đầu tiên cho các bạn. Vậy thôi ha. Rồi thì như mình nói các bạn là
đầu vào và rải dây. Còn không các bạn không rải dây, các bạn áp dụng kiểu đàn boro nào đó quen thuộc với các bạn, các bạn áp dụng boro căn bản, boro trình bát đó, miễn boro được các bạn vào cũng được. Hoặc là các bạn áp dụng rumba cũng được. Bên nãy thì bây giờ mình ví dụ rumba thì bài này rumba cũng rất là hạt ha, và thông thường người ta cũng hát rumba rất là nhiều. Mình ví dụ trên rumba cho các bạn tham khảo. Cách đàn rumba gõ thùng mình cũng đã chia sẻ các bạn luôn rồi đó. Tràn thư xanh em lén trao anh, viết bằng mực tím tím bông hoa cà, mà ngày xưa em thường hàng mơ ước, ngày họp hồn anh kết hoa để tặng em. Đó, các bạn nói chung áp dụng vào nó cũng hạp, nhưng mà boro cũng được, rumba cũng được, và kiểu rumba nào cũng được, hoặc là kiểu boro nào cũng được, các bạn muốn áp dụng kiểu nào cũng được, đó do sở thích của các bạn thôi nha. Nhưng mình chia sẻ thì đoạn một áp dụng boro rải dây nha. Rồi rồi các bạn, các đàn boro em chia sẻ rồi, các bạn muốn dụ mình thì theo xem clip đó các bạn áp dụng nha. Rồi hết đoạn 1, cứ rải điều tai, hết đoạn 1 hoặc âm tới đâu các bạn chuyển tới đó, lời âm trong màn hình mình chia sẻ các bạn thấy rồi đó. Thì cái điều tai mà chuyển ngày hộp cuối cái đoạn 1, ngày hộp hôn anh kết hoa để tặng em. Rồi về chỗ âm đô trưởng, rồi đang rải dây thì bấm đô trưởng rải bà 21 2 mi re sòn la si đô, dẫm đô trưởng cái rồi hát đoạn 2 vậy đó ha. Đó, nếu các bạn đang rải đó. Còn nếu các bạn không rải, các bạn đang đàn kiểu bàn boro căn bản á, tặng em thì rải chắc mi re sòn la si đô. Đó. Còn nếu đang rải dây thì bấm đô trưởng, tặng em là đàn bát đô rồi nè. Em rồi sau đó vẫn bấm đô trưởng rải bà 21 2. Đó, tức là bà 21 xuống rồi mình lên 2, lên tới 2 thôi, rồi đưa những nốt này vào. Mi re sòn la si đô. Sau đó bấm đô trưởng cái rồi ngưng hát đoạn 2 vậy thôi nha. Rồi, rồi bây giờ ví dụ các bạn hết đoạn 1 của đoạn 2. Mà ngày xưa em thường hăng mơ ước, ngày hợp hồn anh kết hoa để tặng em. Đêm xưa có gió hiu mây, gió đùa trên tóc ngủ say mê. Điểm vậy ha, và áp dụng kiểu rumba cũng được. Đoạn 1 các bạn rải dây, đoạn 2 áp dụng kiểu rumba gõ thùng cũng được luôn, hoặc là kiểu đàn boro căn bản hoặc boro tràng bass gì cũng được luôn nha. Hợp âm tới đâu các bạn chuyển tới đó, rồi cho hết đoạn 2. Các bạn lưu ý câu cuối của đoạn 2, đường tình ơi đề thứ ơi ta với ta một mình thôi, ngay chữ ta với ta đó. Ngay chữ ta đó các bạn chuyển qua son trưởng, đó là cái hợp âm giữa nhịp. Đó, các bạn chuyển nó sẽ rất là hay. Còn các bạn không chuyển được âm giữa nhịp thì các bạn đường tình ơi lên son trưởng luôn, không bỏ rê thứ mà bỏ son trưởng luôn. Ơi ta với ta một mình thôi, từ đây mình chuyển lại đô trưởng thôi ha. Cách chuyển hợp âm giữa nhịp mình đã chia sẻ các bạn rồi, các bạn cứ gõ hợp âm giữa nhịp điêu chuông, gõ về ra clip đó các bạn sẽ biết chuyển giữa nhịp là mình sẽ chuyển như thế nào nha. Rồi còn không thì như mình nói, chào lại em con đường tình năm cũ, đường tình ơi, từ đây lên son trưởng luôn, khỏi bỏ rê thứ. Đường tình ơi ta với ta một mình thôi, nó tới đây mình chuyển lại chủ âm đô trưởng nha. Rồi áp dụng thế nào thì các bạn muốn bỏ giữa nhịp thì hay hơn chút xíu, còn không thì đường tình ơi son trưởng luôn, ta với ta một mình thôi, về đô trưởng. Rồi bấm đô trưởng lên xuống chắc bùm chắc, đó, đang đàn kiểu căn bản á, thì rải chắc bùm chắc, nói chung cái thay lời ít là được ha. Lên xuống chắc bùm chắc lót xì đô rê, bấm rê thứ lên xuống. Đó, cái câu này là giống y như intro, nãy các bạn đã intro được rồi, bây giờ đưa cái câu đó vào lót thôi ha. Si đô rê, bấm rê thứ lên xuống, la fa ở la son fa son la si đô, y như câu cuối của câu của nãy trong intro các bạn đàn được rồi ha. Đường tình ơi ta với ta một mình thôi, lên xuống chắc bùm chắc si đô rê, lên xuống la son fa son la si đô, vậy đó ha.
Rồi lót xong bắt đầu quạt chả bolero lên để hát điệp khúc thì cho cao trào lên thì mình sẽ bắt đầu quạt chả lên ha. Quạt chả bolero để đàn điệp khúc mình chia sẻ các bạn, rồi các bạn cứ gõ quạt chả bolero để đàn điệp khúc đi trường. Xem nó xong các bạn sẽ biết quạt chả là quạt như nào nha. Ở đó mình chia sẻ các bạn tên tông la thứ, nhưng mà nói các bạn quạt chả thì quạt là tập cái tay phải thôi, quan trọng là quạt như thế nào. Còn tay trái hợp âm nào cái chuyển âm đó là được, không quan trọng tay trái, không xem tay trái cũng được, tại cái clip đó mình chủ yếu là tập trung cái tay phải để các bạn xem đó, các bạn biết cách quạt thôi. Còn khi các bạn áp dụng tông nào cũng vậy, cứ tay phải cứ vậy quạt thôi, còn mỗi tông có những hợp âm này theo thì các bạn cứ chuyển âm tay trái chuyển âm thôi, quan trọng tay phải các bạn quạt ha. Rồi rồi ví dụ các bạn hết đoạn 2 qua điệp khúc nè, các bạn cứ đưa câu lót giống intro nãy các bạn vào là được ha. Trả lại em con đường tình năm và mình đừng quen nhau, những anh tình ngày đó có bao nhiêu thì gian dư dở dàng có đâu nhiều, kỷ niệm xưa kỷ niệm buồn biết mấy, hà quên đi như chúng ta chưa làm quen đó. Rồi cái điều tôi các bạn quạt thì thường hoặc chả mà cao trào ha, mình thường nói các bạn, hoặc là những cái điệu sôi động, nói chung cái gì nó sôi động nó cao trào thì mình nên sử dụng hợp âm chặn nó sẽ hay hơn đó. Còn như nếu các bạn chưa, những bạn chưa quen hợp âm chặn, các bạn sẽ sử dụng ba đầu tiên với những hợp âm đó, ví dụ la thứ không bấm đây các bạn chặn đây, còn các bạn chặn không được thì cứ bấm đây ha, mi thứ chặn được thì chặn đây nó hay hơn, còn không được thì cứ bấm mi thứ đây đó. Ở đây dây buông nhiều quá mà nhiều hình quạt nó không hay, nó vang nó không hay, cho nên các bạn sư nào sử dụng được âm chặn các bạn chặn hết cho nó hay ha. Ví dụ như những anh tình ngày đó có bao nhiêu thì dáng như dở dàng có đâu nhiều, kỷ niệm xưa kỷ niệm buồn biết mấy, thà quên đi như chúng ta chưa làm quen đó. Nếu các bạn chặn được thì bạn chặn hết nó sẽ hay hơn, còn không thì bao đầu cũng được, miễn hợp âm đó các bạn muốn bấm đâu bấm nha. Rồi áp dụng thế nào thì tùy theo mỗi bạn thôi. Rồi tóm lại điệp khúc cứ điều tay mà quạt chả thì hết điệp khúc, hết điệp khúc nhờ chúng ta chưa làm quen, thà quên đi như chúng ta. Son trưởng này cũng giữ nhịp giống như nãy mình nói đó ha, đoạn hai đó. Còn các bạn không bỏ son trưởng này cũng được, thà quên đi lên son trưởng luôn, khỏi bỏ rơi thứ, thà quên đi như chúng ta chưa làm quen, tới đây là chủ âm đường trưởng thôi. Còn bỏ được giữ nhịp hay hơn xíu thì thà quên đi rơi thứ như chúng ta chưa, nói ta là son trưởng giữ nhịp, ta chưa làm quen, mình về lại chủ âm đường trưởng vậy thôi ha. Rồi hết điệp khúc thì cũng như là hết bài, các bạn lót lên xuống chắc mi đi son la si đô giống như nãy các bạn lót đồng một á, đồng một các bạn rải dây đó, bài 2 mi đi son la si đô. Còn bây giờ các bạn đang quạt điệp khúc, quạt chả đang quạt thì các bạn không lên xuống mà các bạn rách rách luôn đi ha, quen rách 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 chắc mi đi son la si đô, nó đang quạt chả mà thì mình cũng có tùy các bạn thôi. Có những bọc bạn, một số bạn đang quạt chả thì các bạn rách 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 chắc mi đi son la si đô, còn một số bạn đang áp dụng chủ đàn bolero căn bản thì rải chắc mi đi son la si đô đó, vậy đó ha. Thì mỗi bạn thì mỗi kiểu đàn khác nhau, thì tùy theo kiểu đàn của từng bạn các bạn áp dụng vào ha. Thì những nốt đó thôi thay đổi khác cái lên xuống hoặc là rải hoặc là rách rách rồi thay đổi cái đầu tiên thôi nha. Còn sao y chang cũng chắc mi đi son la si đô là được ha. Rồi lót xong hát lặp lại câu cuối cùng thôi, thà quên đi như chúng ta nọ, thà quên đi rê thứ như chúng ta, son trưởng đàn hết nhịp, thà quên đi như chúng ta đàn hết nhịp dậm son trưởng cái rồi mới hát tiếp, chưa làm quen. Làm quen đàn bấm lại chủ âm đô trưởng, đàn bắt đô cái đó, làm quen rồi sau đó vẫn bấm đô trưởng lên xuống chát bùm chát kết ao, mà kết ao thì chàng trột trột thế nào, kết ao chàng chạy trước khi kết ao nhớ làm quen lên xuống chát bùm chát rồi mình mới đàn intro á, y chàng trột vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ các bạn tham khảo lại nè, các bạn cứ nhìn trên màn hình nha. Hát hết điệp khúc, lót xong hát lặp lại câu cuối cùng, như chúng ta bấm son trưởng rồi giữ son trưởng đang hết nhịp, giảm son trưởng cái
Rồi hát ba chữ còn lại chưa làm quen. Rồi lên xuống chát bung chát. Rồi đang y chang trâu là mình kết thúc bài như vậy nha. Rồi các bạn tham khảo lại. Kỷ niệm xưa, kỷ niệm buồn biết mấy. Thà quên đi như chúng ta chưa làm quen lo. Hát lặp lại. Thà quên đi như chúng ta y chang trường vậy là các bạn kết thúc bài rồi. Coi như hôm nay mình đáp ứng xong yêu cầu các bạn bài một mình thôi rồi, một cách đơn giản và nốt solo và điểm hát cho các bạn theo cầu các bạn luôn. Rồi thì còn chỗ nào các bạn chưa hình dung được, còn mơ hồ thì các bạn cứ comment cho mình nha. Khi nào rảnh thì mình sẽ sắp xếp mình trả lời comment cho các bạn. Rồi các bạn có chờ đợi comment lâu thì các bạn cũng thông cảm cho mình. Nhiều khi công việc lu bu mình không đụng tới điện thoại luôn, không coi tới được những cái comment luôn á. Nhưng mà khi rảnh mình cũng sẽ coi và mình sẽ trả lời cho các bạn thôi nha. Rồi có gì các bạn thông cảm cho mình nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới.